mình đang đang ngồi để nghe những cái cuộc điện thoại trên mạng gọi tới là kêu cấp cứu oxy á, thì mình cũng cũng được anh em viện trợ bình oxy miễn phí, cho nên là mình đi xuống dưới nhà xe, mình chạy xe ra mình tiếp nhận oxy để tí xíu mình sẽ đi giúp tiếp cho những cái gia đình tại nhà đang cần oxy. Mừng lắm. Mình lấy được bình oxy mà mình mừng thật sự, nó còn hơn là cái gì nữa. Cái cảm giác mình nó sao sao á. Nói chung là cái cảm giác mà giúp được người á, nó sướng lắm. Không có gì bằng nữa. Cái bên Pháp Anh cũng báo cho một bà con một tin mừng nữa. Bên Pháp Anh vừa mới đặt thêm 500 bình oxy nhỏ, loại nhỏ, loại như là 10 lít nữa. Mình không rành, nói chung là cái bình ngắn ngắn mình hay. Nếu cũng nói chung là xài được 3 ngày cấp cứu tạm thời miễn phí 100% luôn. Đây xe tới kìa, chiếc Isuzu Highlander của mình á, mình đang cấp cho anh em đi. Thì Pháp Anh có nói bà con là mấy cái xe của Pháp Anh là đưa ra để cấp oxy không. Mình người thật chơi thật việc thật mà. Đeo vào tay cho nó chắc ăn. Đêm qua cái xe của mình là có 5 bình mà mình đưa hết cho chú tắm sang nè. Thì đang hết nè. Thì bây giờ là mình đang tiếp tục nè. Bao tay nhiều kỳ cục rồi. Dính luôn à? Đưa mới trong rồi. Nhé hả? Kì vậy? Cái gì hư chốt rồi. Còn áo bảo hộ không? Cái áo mặc á. Anh bên anh có cái bao không? Bao bỏ vô cái xe. Ồ, tụm qua anh đi mua không ra luôn. Cho mấy cái đi, 4-5 cái gì đi. Cái gì đâu mà bên em không có một cái luôn. Cái này là cái áo mặc. Bây giờ các bạn 8 bình nha. Dạ 8 bình ok. Đây cái bình đó nó cần này nè. Nó hình như là bình bao nhiêu ký ta? 10 ký. 10 ký hả? À bên chị Linh hình như là mới đặt thêm 50 bình nữa ha. 50 bình loại này lớn hay là nhỏ ta? Giờ có cái nào giúp được mọi người thì giúp thôi. Cái chai nhỏ này là bao nhiêu ký? Không rành. Không rành luôn á. Anh em mình giống nhau á. Nói chung là cái mấy cái thứ này đâu phải là ngành nghề của mình đâu, mình bỏ tay luôn á. Nhiều người hỏi mình là lắp sao mình cũng không biết luôn, không biết trả lời luôn. Ok. Đây phát lưu ý phát. Phát. Lưu ý là đi mua cho nước suối mình uống á. Xúc qua cái bên này. Đổ nước suối hiểu không? Là sao là sao? Mua cho nước suối mình uống á, nó khuyết hiểu không? À. Đổ mình xúc qua. Rồi chỉ gì với người ta vậy? Không thì mình làm cho người ta chứ đâu. Làm giúp cho người ta chứ sao người ta biết được. Ok. Chút xíu là đổ nước suối chứ còn đổ thấy không? Rồi rồi hiểu rồi, hiểu. Bên bên oxy mà bây giờ nó còn cái này rất là nhiều, nhưng mà cái này không có nè. Đâm anh em mà mua mua mấy cái chai nhựa. Cái chai nhựa mà nói chung đủ kiểu. Đây đây. Nó tùm lum hết nè.
nói chung là tạm thời thôi. Vận động á. Lúc cấp bách. Đúng rồi. Là cố gắng mà giờ giúp được cái gì giúp thôi chứ giờ chịu thôi. Mà kết quả thấp nha. Rồi ok ok. Kiếm chú dục cái này nè, để nó ở đây đi. Thì cũng chẳng biết nói gì hơn á. Thì bây giờ thật sự với bà con là mình giúp gì được mình giúp thôi, chứ thật sự cái mấy cái thứ oxy này lần đầu tiên mình đi nghe luôn á. Mà mình thấy đây trên mạng người ta gọi tới nhờ oxy tùm lum đó là alo Văn nghe. Dạ cứu thương không đồng. Dạ em là chỉ có bên oxy miễn phí thôi anh. Anh giúp em gọi bên anh sĩ đi, hoặc là anh lên trên mạng anh tra mấy cái trang mạng á, xe cứu thương không đồng á, là tự nó ra nhiều lắm. Dạ 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 dạ, ông cảm ơn anh ạ. Thì sáng giờ anh em cái bà con gọi cho mình thì mình cũng nói rõ với bà con luôn là nói về cái oxy này thật sự từ bé đến lớn á, mình biết tiếp cận lần đầu tiên luôn á, mình biết nói về oxy á, chứ còn trước là nói về oxy mình không biết oxy là cái gì nữa, và cách lắp đặt và chữa như thế nào sao mình cũng bó tay luôn. Nhưng mà vô tình cái mình cũng tình cờ thôi, mình vô được cái nhóm thiện nguyện này, nói chung là rất là hay. Cái nhóm này mới thành lập được có một ngày thôi là có mặt mình luôn, là bắt đầu là mấy chị em giúp đỡ nhau rồi lên tới giờ luôn. À chào anh nghe. Rồi. Cấp cứu không, em bên Pháp Anh bên cung cấp oxy miễn phí không đồng á. Dạ dạ. Anh gọi bên chú Tấm Sang gì đi. Nha. Dạ dạ anh có gì cho em số điện thoại đi. Ồ anh lên trên mạng giúp em cái, trời ơi khách nó gọi em liên tục. Dạ dạ. Bà con gọi em liên tục luôn. Dạ 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 dạ. Em ok mà. Thì mình cũng chẳng biết chia sẻ cái gì ấy. Thôi bây giờ bà con mình chung tay mỗi người chút xíu đi, có góp được cái gì thì góp. Chứ cái oxy này thật sự ra là oxy là cũng trời nó kêu. Chạy không dám chạy nhanh luôn á, mình cũng không biết cái oxy này nó có nguy hiểm nữa hay không nữa. Nó có cháy nổ như mấy thứ khác không mình cũng không biết luôn, nhưng mà mình có nghe nói là chở mấy oxy này là phải bấm mấy cái cửa này xuống nè, không có xài bằng máy lạnh ha. Mình có nghe nói như thế. Bây giờ mình lên mình thay cái bộ đồ với mình mặc cái bảo hộ vô là mình đi nhận đi chở trực tiếp ra nhà bà con. Thôi bà con nào mà đang cần oxy thì cứ gọi cho nhóm Pháp Anh nha. Oxy là sự sống của Sài Gòn mà. Bấm kiến lên thì mình thay đổi sơ mi, mình đi bắt thôi.